Ngành y tế tỉnh Quảng Ngãi đã ứng dụng mô hình 5S, nghĩa là sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng tại các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn. Mô hình 5S được thực hiện và duy trì thường xuyên đã tạo nên thói quen và ý thức của nhân viên trong toàn bệnh viện, tạo một môi trường chuyên nghiệp và thoải mái hơn cho người bệnh. 5S bắt đầu bằng việc sàng lọc. Mọi vật dụng không có giá trị sẽ được loại bỏ. Từng vị trí để các vật cần dùng được đánh dấu rõ ràng. Sau đó là sắp xếp ngăn nắp và khoa học. Thì mình bố trí hồ sơ là theo thứ tự và ở từng cái kệ một. Theo thứ tự, nếu mà hồ sơ đó bị lái ra khỏi vị trí đó là mình biết cái hồ sơ đó là đã mất. Đó, thì mình mới kịp thời là quản lý hồ sơ được chặt chẽ. Sắp xếp từ thứ hai trong 5S là việc làm khá quan trọng, nhất là trong khám chữa bệnh. Tại các khoa phòng như là cấp cứu, hồi sức tích cực, phòng mổ, nếu thuốc men, dịch truyền và các dụng cụ máy móc hỗ trợ cấp cứu, phẫu thuật được sắp xếp đúng vị trí sẽ rút ngắn thời gian chuẩn bị cho một ca cấp cứu. Sắp xếp gọn gàng cũng giúp việc kiểm soát, quản lý thuốc, vật tư y tế, phục vụ khám điều trị bệnh được chặt chẽ, hạn chế tình trạng thiếu khi cần. Việc mà triển khai thực hiện 5S tại khoa đã giúp cho nhân viên y tế tại đây khi mà cấp cứu bệnh nặng hoặc là khi mà bệnh nhân diễn biến đó là có dụng cụ đã để ngang nắp và có thứ tự sắp xếp, mình đã ghi chú để khi biết là các anh chị sẽ vô lái ngay, không phải đi tìm kiếm. Thứ nhất, thứ hai nữa là để tiết kiệm thời gian. Sàng lọc, sắp xếp gọn gàng đã tạo nên môi trường làm việc sạch sẽ và chuyên nghiệp. Cuối cùng là săn sóc và sẵn sàng, nghĩa là tất cả vật dụng cần thiết khi được bảo quản, giữ gìn tốt sẽ phát huy hiệu quả sử dụng. Mỗi nhân viên y tế đều được trang bị kiến thức về 5S nên thực hiện các bước như một thói quen. Hàng tháng hoặc là từng quý, các bệnh viện sẽ tổ chức thi đua và đánh giá kết quả thực hiện 5S giữa các khoa phòng để duy trì cách làm này. Hàng năm thì bệnh viện tổ chức cuộc thi 5S và năm nào cũng tổ chức liên tục, và hàng quý thì từ thành lập những cái tổ đó mà đi kiểm tra 5S có vi phạm, do đó mà vấn đề 5S mà anh em đã ý thức rồi. Bệnh viện là nơi cung cấp các dịch vụ khám chữa bệnh nên cần phải có một quy trình làm việc hiệu quả, giúp bệnh nhân nhanh chóng khám và chữa trị kịp thời. Áp dụng 5S thành công đã góp phần thay đổi bộ mặt và hoạt động khám chữa bệnh của từng bệnh viện, khẳng định uy tín và niềm tin của nhân dân đối với cơ sở y tế.